Năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Tân Lạc có trên 19.000 học sinh với tổng số 50 trường học. Tân Lạc là một trong những địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, toàn thể các đơn vị, trường học đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 vào 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2021 theo hình thức vừa tập trung vừa trực tuyến, đảm bảo ngắn gọn, hiệu quả và đúng quy định 5K phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến của tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch để đảm bảo cái việc tổ chức năm học an toàn, chu đáo cho giáo viên, cho học sinh. Đối với các trường mà có đủ điều kiện để tổ chức được tập trung ngoài trời thì yêu cầu phải bảo đảm giãn cách tối thiểu là 2 mét và bảo đảm cái việc kiểm tra khử khuẩn, khẩu trang đầy đủ. Đối với các trường mà không đủ điều kiện tổ chức ngoài trời thì tổ chức đại diện tại các lớp đối với lại trong hội trường. Đồng thời chúng tôi có chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm cái việc đưa đón học sinh đối với phụ huynh là không tập trung tại các cổng trường và bảo đảm cái khoảng cách an toàn cho giáo viên, cho học sinh và cho phụ huynh. Xác định năm học 2021-2022 là năm học đầy thách thức. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác chuẩn bị đã nhận được sự vào cuộc rất cao của cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo cũng như toàn xã hội. Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, ra soát các điều kiện về cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, bổ sung trang thiết bị giáo dục. Tại lễ khai giảng, các đơn vị trường học trong huyện đã quán triệt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.